khoản 4 điều 25 tại thông tư 40/2024 quy định 6 trường hợp dịch vụ ví điện tử thực hiện hoàn trả tiền cho chủ ví điện tử, chi tiết như sau. Thứ nhất, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử chấm dứt cung ứng dịch vụ ví điện tử cho khách hàng. Thứ hai, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử chấm dứt hoạt động, bị thu hồi giấy phép, giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật. Thứ ba, chủ ví điện tử không thực hiện liên kết ví điện tử với tài khoản đồng Việt Nam hoặc thẻ ghi nợ của chính chủ ví điện tử theo quy định tại khoản 4 điều 24 thông tư 40/2024 của Ngân hàng Nhà nước. Thứ tư, chi trả thừa kế theo quy định của pháp luật khi chủ ví điện tử là cá nhân chết hoặc bị tuyên bố là đã chết. Thứ năm, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Thứ sáu là các trường hợp đóng ví điện tử và xử lý số dư còn lại khi đóng ví điện tử theo thỏa thuận bằng văn bản giữa chủ ví điện tử và tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử theo quy định tại điểm H khoản 1 điều 19 thông tư 40/2024 của Ngân hàng Nhà nước.